Vụ cô Ly thế nào? Hai vợ chồng đã đạt được thỏa thuận về tài sản. Nhưng Ly vừa cung cấp cho tớ một thông tin. Trước đây, Ly đã từng gặp một người đàn ông tên là Thái. Ông ta là mối quan hệ làm ăn bên ngoài của Việt. Và điều trùng hợp là ông ta có mối quan hệ tình cảm với Hà. Nếu hai người là một, thì tên Thái này cũng đã từng được cô Huyền nhắc tới. Mà có vẻ ông ta là dân anh chị trong giới giang hồ đấy. Tớ sẽ cố gắng tìm hiểu giúp cậu trong khả năng cho phép. Tớ có ảnh của người này. Đây. Chị bây giờ là idol của dì em rồi đấy. Cứ một câu cô Phương, hai câu cô Phương. Hôm nay biết em lên đây hẹn chị, nhất định đòi đi theo đấy. Đấy là thuộc về công của chị Nguyệt và cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát. Chứ chị có làm được gì đâu. Chị cứ khiêm tốn. Nếu như chị không tin vào câu chuyện hoang đường của dì em và cô Tranh thì chắc chắn là giờ này họ vẫn còn đang vác đơn đi kiện ấy. Đến ngay cả chính bản thân em cũng không thể tin được là chú Hữu được minh oan cơ mà. Chị thì chỉ nghĩ niềm tin chính là điều giúp cho chúng ta đứng vững khi gặp khó khăn thôi. Vì điều đó và đến tận bây giờ chị vẫn tin chồng chị. Thực ra thì hôm nay em lên đây là bởi vì mẹ chị Hà ra viện. Cô ấy sao rồi? Sức khỏe cũng ổn rồi. Giờ cô ấy có thể đi lại được. Nhưng mà vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc. Vẫn thường hay có rất bộc phát. Nghĩ cũng tội. Mất đi đứa con gái duy nhất thì làm sao có thể nguôi ngoai được. Giờ em cũng chạy qua chạy lại để chăm sóc cho cô ấy. Khi chị Hà còn sống, chị ấy đã đối xử với em rất tốt. Không sao đâu. Em không phải cảm thấy áy náy với chị. Ăn đi. À, chị muốn hỏi em một việc. Trước đây em có nói về mối quan hệ của Hà với cả một người đàn ông ở trong Nam. Vâng, đúng rồi. Công an cũng gọi em lên để xác nhận. Anh ta là người thế nào? Em cũng chưa tiếp xúc nên không rõ. Có thể là anh Hoàng cũng biết và cũng đang tự tìm hiểu. Những chuyện em biết em đều đã nói với công an cũng như với chị. Về cuộc điện thoại, về hòn đá và những mối quan hệ của chị Hà. Thế còn Việt thì sao? Hình như là sếp cũ của chị Hà. Đúng rồi. Em thấy có gọi điện vài lần để trao đổi công việc. Nhưng mà em cũng không nhập tâm lắm. Lúc nằm massage chị Hà có kể là phải đi tỉnh tiếp khách với anh Việt suốt. Nhưng mà toàn những câu chuyện không đầu không đuôi nên em cũng không để vào đầu. Em nghe đây ạ? Sao? Vâng vâng, để em thử gọi điện cho cô ấy xem sao ạ. Sao thế? Mẹ của chị Hà tự bắt xe ôm đến công an. Sáng nay em ở đấy, cô ấy nhất định đòi em phải đưa đi bằng được. Cô ấy nói là phải đòi bằng được công bằng cho con gái của mình.